Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin giới thiệu cho các anh chị và các bạn phân khu Dioxide tiểu phân khu nằm trong khu đô thị Vinhomes Grand Park quận 9. Vừa qua chúng ta vừa mới mở bán xong cái phân khu nhà phố thấp tầng The Manhattan. Thì trong cái giai đoạn ngắn ngủi thì cái sản phẩm nhà phố thấp tầng ở đây đã tiêu thụ gần như gần hết 500 căn. Thì hiện bây giờ vẫn còn những căn diện tích lớn. Các anh chị nào quan tâm về nhà phố thấp tầng này, khu vực này và khu biệt thự diện tích lớn khoảng từ 500 m² trở lên, mà có nhu cầu thật sự thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655 để vừa được tư vấn thêm. Hôm nay nhân vật chính mà Khoa muốn đề cập tới đó chính là phân khu thấp tầng Dioxide. Thì phân khu thấp tầng Dioxide này sẽ nằm ở bên dưới của phân khu The Manhattan. Phân khu Dioxide sẽ có 3 mặt giáp sông, giống như là một tiểu đảo của chúng ta. Thì phân khu Dioxide sẽ có số lượng căn nhà phố shop house nhiều hơn, là khoảng tổng cộng khoảng 900 căn so với phân khu The Manhattan chỉ có 500 căn. Thì về các loại sản phẩm cũng tương tự như The Manhattan, gồm có shop house, nhà phố liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và có các sản phẩm boutique villa, dinh thự. Phân khu Dioxide có diện tích nhỏ hơn và mức giá sẽ mềm hơn so với phân khu The Manhattan. Phân khu The Manhattan đó chính là khu vực mà sầm uất nhất, trái tim của dự án và gần công viên 36 hecta nên cái giá hầu như là cũng cao nhất trong cái Vinhomes Grand Park của chúng ta. Các anh chị nào mà tài chính thấp hơn, chúng ta có thể chuyển hướng qua phân khu rẻ hơn một xíu, đó là Dioxide. Dioxide thì tập trung công viên, bệnh viện, trường học, bệnh viện trường học liên cấp của Vin, từ mẫu giáo cấp 1, cấp 2 cho tới cấp 3. Chúng ta sẽ thấy khá là nhiều hồ bơi và ngoài ra sẽ có những cái nhánh sông chạy xuyên suốt dự án. Thì hiện bây giờ Khoa đang nhận booking 100 triệu cho mỗi booking cho phân khu Dioxide, dự kiến là sẽ mở bán bằng hình thức bốc thăm. Thì trong vòng khoảng 2 tuần nữa, thì 1 tuần cho tới 2 tuần là sẽ mở bán ngay cái phân khu Dioxide này. Các anh chị nào mà có nhu cầu về nhà phố của Vin trong khu vực này hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại trên 0979676655. Khoa sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram. Từ ngày 20 tháng 6 cho tới tháng 9 thì phân khu The Rainbow, khu nhà ở cao tầng, đang bàn giao những căn hộ đầu tiên. Các anh chị có nhu cầu chuyển ký gửi cho thuê hay là chuyển nhượng thì hãy gửi cho Khoa qua số điện thoại và Zalo, Viber, Telegram trên màn hình đó. Chúng ta đang thấy là phân khu Dioxide. Hiện phân khu The Manhattan thì đã làm mà hầu như gần xong tất cả các móng cọc của từng nền, từng lô. Còn phân khu Dioxide thì hiện bây giờ đã tập trung tất cả các trang thiết bị, vật liệu và công nhân để cho phân khu này. Dự kiến cũng sẽ thi công khá là nhanh. Và cũng như phân khu The Manhattan thì phân khu Dioxide dự kiến cũng sẽ có ngân hàng hỗ trợ không lãi suất, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng và cũng cùng thời gian đó sẽ là ân hạn nợ gốc. Khu vực nhà phố shop house của Vin chắc chắn là sẽ hot hơn so với các khu vực khác. Điểm mạnh đó chính là đây là một cái khu open, khu mở chứ không phải là một khu cầm bao khép kín. Đó chính vì vậy mà việc kinh doanh của chúng ta sẽ thuận lợi hơn, không có gặp cản trở cho cái việc mà ra vào cổng. Số lượng căn nhà phố thấp tầng thì 500 căn cho phân khu The Manhattan.
900 căn cho phân khu dioxide thì số lượng chỉ có 1.400 căn thôi, số lượng rất là hạn chế so với cái số lượng cư dân mà 44.000 căn hộ cho 4 phân khu. Sở hữu một căn nhà phố ở đây rất có giá trị cho việc kinh doanh, buôn bán sau này. Và giao thông của Vin hầu như đã hoàn chỉnh nội khu. Hiện bây giờ chỉ còn việc mà kết nối cái giao thông của Vinhome Grand Park so với những cái vùng phụ cận thì hiện bây giờ hơi còn hạn chế cái vấn đề này. Nhưng mà trong thời gian sớm cũng sẽ giải quyết những vấn đề này cho các anh chị. Khi mà từ đường Nguyễn Xiển chúng ta đi thẳng về cái hướng mà khu Đông Nam Bộ, chúng ta sẽ đi theo đường Hoàng Hữu Nam. Hoàng Hữu Nam hiện bây giờ đã được mở rộng và nâng đường trải nhựa hoàn thiện hết trong vòng khoảng 1-2 tháng nay rồi. Thì đường Hoàng Hữu Nam sẽ cặp bên hông của bến xe miền Đông mới, nên rất là thuận tiện cho các anh chị mà đi ra bến xe miền Đông, hay là các anh chị nào có nhu cầu mà tập golf cũng gần đó luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Thì các anh chị nếu mà thích kênh, hãy đăng ký, like, share, subscribe ở bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất. Xin chào tạm biệt.